Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, mới đây, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán chi nhánh Thái Bình sau sự việc pate có giỏi. Luật sư Hoàng Anh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ xung quanh sự việc này. Liên quan đến sự việc phát hiện pate có giỏi bọ lúc nhúc tại quán bánh mì chảo Cột Điện Quán, cơ sở Thái Bình, địa chỉ tại Vincom Plaza, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã liên hệ để làm rõ thông tin và xử lý theo quy định. Luật sư Hoàng Anh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Luật An toàn thực phẩm 2010, khái niệm an toàn thực phẩm như sau: an toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Đối với trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì sẽ dựa vào tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý vi phạm khác nhau. Đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, phải bồi thường và khắc phục hậu quả nếu gây ra thiệt hại. Theo Điều 4, Nghị định 115/2018 NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124/2021 NĐ-CP thì đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp khác theo quy định của Nghị định 115/2018 NĐ-CP. Đối với hành vi bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm cho người khác mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cũng liên quan đến sự việc này, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán đã chính thức thông tin. Cụ thể, trên fanpage của Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán ghi: đầu tiên, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự việc xảy ra tại Cột Điện Quán Thái Bình, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở Thái Bình, Ban Quản trị đã ngay lập tức cử cán bộ giám sát tới kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, từ nguyên liệu tới quy trình bảo quản, chế biến. Theo Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo, pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra, cắt và rán. Nguyên liệu này được nhập từ tổng hệ thống. Phía thương hiệu này lý giải việc khách hàng phát hiện giòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate tại cơ sở Thái Bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị này đã gọi điện xin lỗi 3 khách hàng. Liên quan đến sự cố vỡ tấm kính một quán cà phê ở Hà Nội, làm nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị đa chấn thương. Sau hơn 20 ngày gặp tai nạn hy hữu, nữ bác sĩ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt hơn và đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sáng 11 tháng 5, chia sẻ về tình trạng của chị Lý, bác sĩ Trần Quang Trung, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện sức khỏe của Lý tiến triển tốt hơn. Theo bác sĩ Trung, chị Lý được chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng, tổn thương tủy sống, làm 2 chân liệt hoàn toàn, chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương ổ bụng. Đặc biệt, tai nạn khiến chị Lý bị gãy trượt đốt sống, chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn 2 chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khẩn trương phẫu thuật, giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch. Cách đây vài ngày, chị Lý tiếp tục được phẫu thuật lần 2. Hiện các ca mổ cần thiết đã xong. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần nữa, nếu không có biến chứng khác, chị Lý có thể ra viện. Theo bác sĩ Trung, mặc dù sức khỏe chị Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên rất khó có khả năng hồi phục hoàn toàn. Do tai nạn nặng khiến tủy ngực tổn thương nên chị Lý mất cảm giác, liệt 2 chân và đại tiểu tiện không tự chủ. Việc điều trị tích cực có thể giúp cô sau này có thể ngồi và đi xe lăn. Bác sĩ Trung chia sẻ, việc chăm sóc bệnh nhân sau này sẽ có nhiều khó khăn, cả bệnh nhân và người nhà phải nỗ lực vượt qua, đặc biệt là bệnh nhân. Khi trải qua cú sốc lớn như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy, gia đình và người thân cần động viên, quan tâm hơn rất nhiều. Trước đó vào tối 20 tháng 4, chị Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Lúc này trời đổ mưa rông, một tấm kính lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị. Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó, đại diện chuỗi cà phê trên cho biết do chị Lý bị đa chấn thương và mổ xong nên chưa biết thời điểm ra viện. Vị này chia sẻ, rất may đến nay chị Lý đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi cũng chuẩn bị gặp mặt gia đình chị Lý để có thể chia sẻ trách nhiệm và tìm hiểu thêm mong muốn của gia đình chị Lý. Được biết, chị Lý đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội. Vừa qua, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng đã đến thăm và động viên bệnh nhân cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất, yên tâm điều trị. Thứ trưởng Thuấn yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa, sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ. Ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh. Theo đó, chị Nguyễn Diệu Linh, 29 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phản ánh. Chiều mùng 2 tháng 5, cùng hai người bạn đến Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, thuộc quản lý của khách sạn Casamaya để vui chơi. Tại đây, nhóm chị thuê thuyền súp trèo ra biển giải trí. Trong lúc trèo, chiếc súp gặp sự cố bị lật. Thấy bạn bị sóng cuốn vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ, chị Linh kêu cứu nhân viên đậu mô tô nước gần đó. Người này ra giá 200.000 đồng để tới hỗ trợ, được nữ du khách đồng ý. Tuy nhiên, khi chạy mô tô nước ra, anh ta chỉ kéo thuyền mà không vớt người. Giữa chị Linh và tài xế mô tô nước sau đó xảy ra tranh cãi. Nữ du khách cầm điện thoại quay hình. Theo chị Linh, người lái mô tô đã xông đến dùng tay đánh vào tay trái của mình. Nhóm du khách sau đó đến phản ánh với lễ tân của khách sạn Casamaya. Sau khi về lại Hà Nội, chị Linh đi khám phát hiện bị thủng màng nhĩ tai bên trái và đã đăng tải vụ việc bị hành hung lên mạng xã hội. Bước đầu, Công an Ninh Hải xác định người đánh chị Linh là Phạm Đình Dương, 31 tuổi, trú tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, làm dịch vụ cho thuê mô tô nước. Dương đã bị công an triệu tập. Công an huyện Ninh Hải cũng đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị Linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị Linh. Hiện nay, vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Bãi Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị dừng tổ chức hoạt động chèo thuyền súp trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định. Tối ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Gỗ Bình Minh, số 72 Đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty Gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022, và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng Công ty Gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Zhong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc Công ty Gỗ Bình Minh, là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Zhong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động, được quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Zhong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Zhong, quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại Công ty Gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.